Mà đôi khi cái gì nó làm mình giải đãi cái chán chường, cái không thích. Cho nên á, mình muốn làm việc gì á, mình phải khởi cái tâm, sanh cái ý thích. À, những người mà tu niệm Phật cầu sanh về cõi tịnh độ của Phật Di Đà sau khi chết á, phải khởi lên một cái tâm gọi là gì? Hân. Hân là thích. Hân tịnh nghĩa là mình thích cái cõi tịnh. Rồi phải khởi cái tâm gì? Tâm chán. Chán cõi ta bà gọi là tâm yểm. Yểm tức là mình chán cái cõi này. Thành thử ra cái căn bản của người muốn về cõi Phật á, là phải khởi cái tâm chán cõi ta bà, thích cõi tịnh độ. Cũng giống như là người mà thích đi nước ngoài, không thích ở nước mình, thí dụ vậy, thì mình mới lọt ra nước ngoài mình ở được. Mình thích đi học, mình không thích ở nhà. Mình thích đi làm, mình không thích lười biếng. Thì tự nhiên mà cái người mà siêng năng rồi, người ta chỉ cần nhìn người ta lặt cái rổ rau, rửa cái rổ rau thôi cũng thấy người siêng. Còn người mà lười nó thể hiện ngay cái chuyện đó, rửa cái chén cũng vậy. Cái người mà người ta siêng năng á, mà trong cái siêng năng á, nó để tâm vào đó để chi? Để cái việc siêng năng của mình nó trọn vẹn. Có nhiều khi mình cũng làm, nhưng mà làm với kiểu ẩu, làm cho có làm, thành thử cái đó nó cũng đi đến đâu. Hễ làm là phải làm cho nó trọn, cái đó mới gọi là tinh tương được. Còn nhiều khi mình rửa, mình cũng đứng rửa chén nhưng mà sơ sơ vậy thôi, thì cái chén nó không sạch. Mình không có để ý kỹ, những cái muỗng nó dính nếp, nó không thể rửa liền được, phải ngâm. Mà người siêng năng, mà người có tâm trong việc làm, nó thể hiện khi người ta rửa chén, khi người ta sắp đặt mọi công việc. Chứ không phải là cái chuyện mà siêng năng là làm ào ào đâu. Mình tu cũng vậy, không phải tu ào ào, cho có khi mình dồn dập vậy đó. Có khi đi chùa thiếu điều không muốn về, mà tới hồi có khi đi nại hoài không chịu đi. Có khi mình tụng kinh mà tụng đến nỗi là mỏ nó tróc, tróc sơn, gãy cái dùi, mà có khi thì không xuyên. Cái đó không phải là tinh tấn, cái đó chỉ là dồn dập để rồi chúng ta giải đãi. Cho nên cái chữ tinh tấn á, như cái người cà hai miếng gỗ, cà liên tục không dừng, dừng là cái công phu của mình nó phí uổng hết. Ai sống 100 năm lười nhác không tinh cần. Cho nên người muốn thành tựu bất cứ việc nào đó là phải siêng năng cái việc đó. Thí dụ như bây giờ á, mình thích may vá, phải siêng năng việc may vá. May hư, may tiếp, may hoài đến khi nào mình khéo tay thôi. Người viết chữ, người vẽ, bất cứ cái việc gì chúng ta làm, thì người tu cũng vậy thôi. Vô tu mà nói cái chuyện học chuông, học mỏ thôi, mà mình nghĩ rằng ô tôi biết rồi đó, là cứ nghĩ là lên là miễn phát ra cái tiếng, cái âm tiếng mỏ, phát ra tiếng chuông. Không, tiếng mỏ nó phải phát ra như thế nào mà để cho người nghe người ta sanh tâm vui vẻ, hoan hỷ, mình mới làm đúng cái vai trò của mình, là một người gọi là gì? Duyệt chúng. Cái người thỉnh mỏ trong nhà chùa gọi là duyệt chúng. Duyệt chúng là gì? Làm cho đại chúng vui vẻ. Chứ không phải anh thỉnh như thế nào mà đại chúng người ta tụng kinh, người ta hoan hỷ với cái tiếng mỏ của anh á. Anh tụng, anh đã thỉnh cái kiểu gì mà người ta nghe, người ta rầu muốn chết, người ta chát chúa cái lỗ tai. Thành thử ra cái này mình phát ra cái tiếng mà cả hồn nó không có. Dù chỉ là tiếng mỏ thôi. Rồi tiếng chuông cũng vậy, đừng có nghĩ là cầm cái dùi lên dện tiếng cái miệng có tiếng chuông là cuốc là được rồi. Tiếng chuông phát ra mà làm người nghe không hoan hỷ, phải không? Mà không, mà mình thỉnh chuông á, mà mình không có thỉnh, có không phải là mình muốn cầm cái dùi trong tay rồi mình muốn thỉnh lúc nào thỉnh. Có nhiều khi lên tụng kinh Pháp Hòa thấy có nhiều vị là cứ không có để ý cái chuyện chỗ nào cần thỉnh, chỗ nào cần nhập, cứ làm tới thôi. Mà chứng tỏ là giống như mình là cái người biết mà thật sự. Cái đó nó không phải vậy. Thành ra cái tiếng chuông mà mình thỉnh, cái chỗ cần thỉnh không thỉnh, cái chỗ cần nhập chuông không nhập, mà cứ cầm lên là, ví dụ một bài kệ người ta bốn câu, ta mới sướng có hai câu anh thỉnh tiếng, rồi tới hồi người ta xuống câu cái ta lễ cái anh nhập cái chuông. Thành thử ra cái đó không có để tâm vào cái công việc. Thì cái người mà người ta hết lòng trong cái công việc, ngoài thực hiện công việc, cái tâm người ta phải vào đó, thì cái việc đó nó mới tinh tường. Tại vì mình có tinh tấn.
Tin người người ta vẽ một bức tranh á, cái người người ta làm một cái tác phẩm á, người mà người ta để ý, người ta nhìn kỹ thì kỹ, ta nói chà, cái bức tranh này tinh xảo quá, tinh vi. Chữ xảo là khéo, vừa tinh vi vừa khéo léo, từng tỉ mỉ từng chút. Cho nên cái tâm của mình phải có trong đó. Học kinh cũng thế, đọc kinh cũng vậy, hay là mình sướng một bài kệ cũng vậy, mình thỉnh một tiếng chuông cũng vậy. Tâm của mình không có trong công việc, việc đó nó chỉ có cái hình tướng mà nó không có cái hồn. Chờ có nhiều người, người ta vẽ một bức tranh mà người ta nói trời, cái bức tranh nhìn rất có hồn. Người ta vẽ một con người mà từ cặp mắt cho đến cái diện mạo của bức tranh, mà người ta nhìn vô cái bức tranh nó sống động, tại vì người ta để tâm người ta vào đó. Ở trên chùa Trúc Lâm mình đây, Tây Thiên mình, tất cả tượng Phật mình thờ trong chánh điện là do một đạo hữu Phật tử của mình làm, chứ không có thỉnh ở ngoài. Quý vị biết cái tượng ở Tây Thiên hay là tượng ở đây cũng vậy. Khi vị đạo hữu này nhận lời quý thầy làm tượng Phật cho chùa đó, thì anh sẽ để thời gian ngồi thiền trước khi anh để tay vào cái tượng đó. Mà bữa nào mà lòng anh không an, tâm anh không vui vẻ, anh không bao giờ làm. Thành nữa cái tượng của anh đó nhiều khi có cả năm mới xong. Tại vì anh không phải làm một cái tác phẩm để cho có, mà anh làm một cái tác phẩm, anh thổi cái hồn của anh vào đó, anh đưa cái tâm thanh tịnh của anh vào đó. Trong khi mà anh làm tượng đó, quý thầy nói đạo hữu bữa nào quý thầy chạy xuống coi tượng, không cho. Thời gian ông làm tượng là không thầy nào được vô coi hết trơn. Mà đến nỗi cái ngày mà giao tượng Phật mà ông biết á, là còn một cái gì ông chưa có xong. Ông biết như vậy đó mà ông chưa tìm ra, trong lòng không yên. Ông để cái bức tượng hoài không giao, không trở lên. Cho đến một ngày nọ ông đi tới đi lui, cái ông phát hiện ra, trong lòng nó nảy ra cái nhớ trực lại, còn một điểm, một nét ông chưa rồi. Ông tới ông điểm thêm cái nét đó, ông mới chịu, ông đưa cái chở cái tượng lên. Đó là những cái tượng Phật của đạo hữu làm. Sau khi mà làm cái tượng Trúc Lâm này là tượng đầu tiên, đầu tay của ông làm cái tượng lớn nhất cách đây 20 mấy năm. Mà khi cái ngày khánh thành chùa mà dẫn ông lên giới thiệu với các vị là người ta bật ngửa hết. Tại vì ông rất nhỏ con mà sao làm tượng bự quá. Rồi khi mà mình tới hồi Tây Thiên nhờ ông làm cái tượng mà cầm hoa sen, tượng niêm hoa đó, thờ trong chánh điện cũ đó. Rồi xong rồi mới tới cái tượng lớn. Và khi mà làm như vậy đó, anh ngồi thiền, anh tịnh tâm, mà bữa nào trong lòng anh thật an lạc. Và quý vị biết sao, cái tượng này rồi các thầy các nước khác tới đây thích quá, xin số phone. Và anh đã thực hiện rất nhiều tượng Phật cho các chùa theo các nước. Chùa Lào anh làm theo tượng Lào, chùa Thái anh làm theo Thái, chùa Miến Điện anh làm theo Miến Điện. Mà Pháp Hòa đã được đi tới những ngôi chùa đó và thấy những bức tượng anh làm. Hễ mà chùa Lào là phong cách dáng vẻ của người Lào, chùa Thái là phong cách dáng vẻ của tượng Thái. Thành thử ra cái đó là mình nhìn cái tác phẩm thôi là mình hiểu được cái nội tâm của người đó. Cho nên ai sống 100 năm lười nhác không tinh cần, mà trong cuộc đời này không có bất cứ một cái thành tựu nào mà từ cái người làm biếng mà ra hết. Quý vị thấy tỷ phú người ta làm giàu là tại vì người ta siêng năng cần mẫn. Trong cái cần mẫn đó nó có cái cần kiệm. Siêng năng mà còn phải tiết kiệm nữa kìa. Nhiều khi mình siêng làm mà mình cũng siêng xài nữa, lấy gì còn, phải không? Siêng làm cần mẫn mà trong đó phải có cần kiệm. Cho nên cái chữ chuyên cần đó, hay lắm. Những cái từ ở trong chùa mình sử dụng đó, nó đều mang một cái ý nghĩa sâu sắc. Nó mang cái ý nghĩa sâu sắc. Tại sao? Tại vì tất cả nó phải lưu xuất từ cái nội tâm của mình. Cho nên cái bài sám mình tụng ha, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy
chẳng tài tu tâm. Nghĩa tu tâm là gì? Nghĩa là mình có cơ hội, mình có một ít thời gian mỗi ngày, mình trở về với chính mình. Mình trở về để mình thấy được những cái hay, cái dở, cái xấu, cái tốt nơi mình, để mình chỉnh, mình đốn. Mình làm sao mỗi ngày nội tâm mình nó đẹp thì nó thể hiện lên. Cho nên tu gì tu mà không có thời giờ để quay trở về với chính mình. Để quay trở về với chính mình là gì? Là soi rọi. Mà soi rọi mà tổ Việt Nam mình dạy rồi, phải soi lại chính mình, đó là bổn phận của mình mỗi ngày. Mình sống mà mình cứ thấy lỗi lầm của người khác thì mình siêng cái mệt đó, mình không siêng cái việc mình. Cái này cũng không phải tinh cần, không phải siêng năng. Cho nên ai sống 100 năm lười nhác không tinh cần. Ở trong Phật giáo mình có tứ chánh cần, siêng năng những gì điều thiện chưa có phải nên làm cho nó có. Điều thiện đã sanh phải làm cho nó phát triển. Điều ác chưa sanh đừng để nó sanh. Điều ác đã sanh phải tìm cách chấm dứt. Nhớ không? Dễ lắm phải không? Dễ nhớ lắm. Thiện với xấu thôi à. Cái nào thiện, điều thiện chưa sanh nên làm cho sanh. Điều thiện đã sanh cần làm phát triển. Điều ác chưa sanh đừng để nó sanh. Điều ác đã sanh tìm cách diệt nó, tìm cách chấm dứt nó. Đó là bốn điều siêng năng một cách chân chánh, gọi là tứ chánh cần. Bốn cái điều siêng năng một cách chân chánh. Hôm qua trong khi ngồi nói chuyện thì có một nhóm các anh, người ghiền thuốc, người ghiền rượu, người ghiền bài, lên thăm Pháp Hòa. Có hỏi thầy ơi, bây giờ làm sao mà con bỏ được cờ bạc, con bỏ được cờ rượu chè, con bỏ được hút thuốc lá. Pháp Hòa hỏi vậy chứ anh hút ngày gói không? Nó dạ sắp xỉ. Nó hút được bao lâu rồi? 20 mấy năm rồi. Tốt với lá phổi quá ha. Phổi của mình làm việc cho mình để mình sống, mà mình không bao giờ cảm ơn lá phổi hết, mà mình lại cảm ơn nó. Mình trả ơn nó bằng cách là mình đem khói độc mình vô, mình tiếp xúc cho nó, mình nuôi dưỡng nó. Cho nên cái người mà người ta muốn bỏ thuốc á, nó có hai cách quán. Thứ nhất là quán bệnh tật, quán những cái xấu mà khi mình làm như vậy đối với mình, rồi quán những cái tốt khi mình bỏ được nó. Rồi Pháp Hòa mới chỉ nè, bây giờ anh nhìn là anh thấy là mỗi ngày anh hút bao nhiêu điếu thuốc, mà cái lá phổi của anh là nó làm việc cho anh mà nó chưa bao giờ nó than phiền. Mà hễ mà phổi với gan nội, tất cả những cái bộ phận trong cơ thể mình nó ngưng làm việc là mình chết phải không? Như vậy là nó sống cho mình, nhưng mình chưa bao giờ biết trân quý nó, chưa bao giờ biết appreciate nó, và chưa bao giờ biết chăm sóc nó. Mà có thể nói là mình toàn là đem những độc tố vô không. Rượu thì hại gan, thuốc thì hại phổi. Rồi anh nào mà cờ bạc là còn hại nữa. Hại gì? Thức đêm là hại gan nè, ngồi đó hồi hộp từng ván bài là hại tim nè, không? Rồi hít khói thuốc là hại phổi nè. Mà sau khi mấy cái hại đó rồi là tiền bạc nó tiêu tan, là hại tài sản nè. Mà tiền của mà giảm đi rồi là hạnh phúc nó cũng bay. Cho nên rốt cuộc mình nhìn lại mình thấy, mình hút một điếu thuốc, mình ghiền rượu, mình ghiền thuốc, mình ghiền cờ bạc, rồi mình được cái gì? Hãy quán những cái tệ của cái đó, xong rồi mình quán đi những cái hấp dẫn của những cái thiện lành mà khi mình bỏ được nó. Cho nên ví dụ mình á, nhiều khi mình hạ tiện mình không dám bố thí, cái mình suy nghĩ vậy nè, bây giờ mà không cho lỡ không có cơ hội nữa làm sao? Mà bố thí là làm phước, mà có làm phước thì không bao giờ hết mất phước. Đây là một cái cách mình bỏ tiền của một ngân hàng, một tài khoản, mà tài khoản này là tài khoản công đức. Cái account này không phải là tiền của, mà cái account này là account của công đức. Cho nên cái cơ hội mình làm phước á, nó hiếm lắm. Mà cơ hội mình mất phước, mình tổn phước, mình giảm phước thì hằng hà. Nhiều khi mình lỡ mình nói một lời, mà nếu mà lời nói đó mà cố ý mà nói nữa thì phước nó còn giảm dữ nữa. Vô tình thì còn có thể mình vui vui,
Nhưng mà cái gì mình làm bằng cố ý là cái tội lỗi nó lớn. Cho nên thường quán như vậy. Thường quán như vậy. Chữ quán nghĩa là gì? Là mình soi lại, mình nhìn kỹ lại. Mà thí dụ mà không phải riêng cái chuyện cờ bạc rượu chè, bất cứ việc gì mình làm. Cho nên tại sao các chị các vị mà không dám đóng cửa cuối tuần? Cuối tuần là cái ngày có nhiều khách, đi vậy mất 2 tiếng đồng hồ, mất biết nhiêu tiền, cứ tiện lôi mình xuống. Thì mình nghĩ rằng tại sao mình nghĩ tới tiền cái mình siêng lên, mà mình không nghĩ tới cái chuyện tu hành. Cái tiền nó cần, nhưng mà bên cạnh đó cái phước cũng cần lắm. Biết tại sao không? Phước mà không có đó, tiền nhiều cũng mất hết. Tại không có biết, không có cái phước để giữ. Có cái phước tiếm ra tiền, không có cái phước giữ tiền cũng mệt nữa đó. Cho nên không có cái gì qua cái phước. Mà có phước rồi, mình có cái ít đi nữa nó cũng lưu lại, và có ít đi nữa nó cũng giúp mình. Mà không có phước rồi, nhiều chừng nào tổn hao chừng nấy. Tại vì bắt đầu sanh cái tâm ỷ lại và không có biết giữ gìn. Cho nên á, ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác á, điều thứ tư cũng dạy, phải không? Điều thứ tư là phải thường quán rằng thói quen lười biếng đưa đến chỗ đọa lạc. Vì vậy con người phải chuyên cần hành đạo, phá giặc phiền não, hàng phục 4 loài ma, để ra khỏi ngục tù của 5 ấm và 3 giới. Đó là điều giác ngộ thứ tư mà tất cả hành giả phải quán chiếu. Phật dạy trong kinh 8 điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Và điều thứ tư là phải quán rằng thói quen lười biếng đưa đến chỗ đọa lạc. Có ai mà thành tựu là do làm biếng mà ra đâu, phải không? Vì vậy người tu là phải chuyên cần hành đạo. Mà cái người cái hỏi vô đây làm gì, nó vô đây tu. Mà tất cả những thời khóa tu hành nó không tham dự gì hết, tu cái gì? Người ta đi học á, người ta đi làm á, người ta còn phải đi học update, học về computer là phải update chuyện computer. Học làm y tá là phải luôn luôn là cập nhật những cái bài bản, những thuốc men. Nói chung là ngành nghề nào cũng phải có những cập nhật hết. Thì mình tu hành cũng như thế. Tất cả những kinh điển, những cái bài kinh, những cái giáo pháp mình phải để lòng. Thì mỗi ngày nó mới thăng hoa trong tâm thức. Thường thường Pháp Hòa, sở dĩ mà mình tu mà mình lười biếng là tại vì trong lòng mình kinh điển ít quá, giáo lý ít quá. Nó không có đủ năng lực để mà nó tinh tấn cho mình, nó làm cho mình vượt tất cả mọi khó khăn. Và hằng ngày mình sống với phiền não nhiều, cho nên mình siêng cái đó quá, mình siêng giận quá, siêng hờn mát quá. Có nhiều người ngày giận mấy lần, chuyện nhỏ cũng giận, chuyện lớn cũng giận, chuyện trung bình cũng giận, chuyện không đáng giận cũng giận, chuyện không đáng nói cũng nói. Thành thử cứ như vậy hoài thì làm sao mà nó hạnh phúc được. Mà như vậy hoài thì cái tâm của mình đó, lâu ngày nó bị mòn, nó bị trầy xước. Cái tâm bồ đề của mình nó không được tưới tẩm. Cho nên thưa đại chúng là ai trong chúng ta, khi chúng ta bắt đầu phát tâm đi chùa là đều có cái tâm bồ đề hết. Phát tâm đi tu là đều có tâm bồ đề hết. Phát tâm công quả đều có tâm bồ đề hết. Mà cái quan trọng là mình có giữ được cái tâm đó không? Mình có tưới tẩm hàng ngày không? Hằng ngày mình có tiếp xúc với những cái chất liệu, những cái môi trường nào để nuôi dưỡng cái hạt giống bồ đề đó không? Rồi qua câu thứ tư, câu thứ 113. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Pháp sinh diệt là pháp gì? Pháp sinh diệt là pháp vô thường, có, mất. Nói tóm lại là Đức Phật dạy trong kinh đó, cái này gọi là tứ pháp ấn nè. Cuộc đời này á, tất cả các pháp trên thế gian này á, nó là vô thường, nó là khổ, nó là khổ, nó là không, nó là vô thường, nó là vô ngã. Cái đó gọi là tứ pháp ấn. Có khi gọi là tam pháp ấn thì chỉ có vô thường, khổ, vô ngã thôi. Tại vì chữ vô thường á, thực chất nó cũng chan chứa cả chữ không trong đó rồi. Hay là chữ vô ngã nó cũng là không rồi. Bây giờ Pháp Hòa thưa, mình quán nè, tất cả những cái hiện tượng vật chất trên đời này á, có phải có những cái nó thành không?
rồi nó tạm trụ lại một thời gian, rồi từ từ nó dị, rồi từ từ nó hoại không? Ví dụ mình xây cái nhà lên, thì cái nhà đó mình từ mình tất cả những cái gỗ đinh rồi mình làm lên mà thành cái tụ cái nhà thì kêu gọi là thành. Thành rồi cái mình vô cái nhà đó mình ở được 20-30 năm, trong thời gian mình đang ở nó là trụ. Trong khi nó trụ nó có hoại không? Có. Rồi đến một ngày nào đó nó mục, nó sập. Thành, trụ, hoại, không. Đó là mình nói đến tất cả những cái thế giới của mình cũng vậy. Có thành, có trụ, như trái đất của mình vậy đó. Có thành ha, có trụ ha. Bây giờ trái đất đang hoại dần. Trái đất đang hoại dần. Thành ra khí hậu nó biến đổi. Những nơi ấm thì bây giờ lại lạnh. Những nơi lạnh thì ấm. Tối hôm qua Pháp Hòa vô tình coi một cái tin tức là ở bên Trung Quốc có những cái vùng mà nóng đến mức độ là người dân bây giờ buổi tối là họ trốn vô trong mấy cái chợ, mấy cái shopping, tại vì người ta mở máy lạnh á, mấy người già xách ngừng cái ghế vô ngồi đầy chợ hết trơn vậy, không mua gì hết trơn, cứ kiếm chỗ ngồi cho nó mát. Rồi thậm chí có nhiều người mệt quá lên mấy cái sàn mà người ta để chất đồ ăn người ta bán đó, rồi ở trên vậy dưới nó còn cái kệ trống, họ nằm dài đó họ ngủ luôn. Mà chủ có nói gì nói họ không đi, mà không dễ giờ đuổi họ. Họ là người già lớn tuổi mà họ có cái hoàn cảnh trời nóng quá họ phải ở vô đây. Rồi có nhiều người đem lẩu, đem đồ ăn vô trong mấy cái hang đá nấu ăn trong đó luôn, chứ ở nhà không nổi mà ra đường không được. Hạn hán và rất nóng. Ở đây mình lâu lâu mùa hè mà nóng chừng tuần lễ 40 độ, ba mấy độ là máy lạnh, máy freezer rồi mấy cái gì nó banh nó hư hết. Thành thử ra cái trái đất này nó có thành, có trụ, có hoại, có không. Còn vật chất á, có sanh, có trụ, có dị, có diệt. Cái hoa này á, mình trồng lên nó sanh, nó trụ nè. Rồi cái nó dị là nó biến đổi đó. Từ cái hoa nó tươi vậy, cái vài ngày sau bắt đầu nó dần dần. Trái bưởi mình đem lên chưng mới đầu da căng thẳng đẹp lắm. Để chừng tuần sau bắt đầu da nó nhăn từ từ lại. Rồi thậm chí có những cái nó héo, nó hư trên bàn thờ luôn. Rồi con người mình là gì? Sanh, già, bệnh, chết. Cho nên người nào ở trong cuộc đời này mỗi ngày mà nhìn tất cả con người, sự vật, thế giới qua những cái lăng kính của sanh, trụ, dị, diệt, thành, trụ, hoại, không, sanh, lão, bệnh, tử, thấy được hết những cái đó làm chi biết không? Không phải để bi quan mà sống hạnh phúc với những gì mình đang có và không có chấp trước, biết buông xả. Cái gì nó không cần chấp trước, không cần phải giận hờn, không cần phải la ó thì mình bỏ qua đi. Tại vì cuộc sống này giữa mình với người kia chưa biết ai đi trước nè. Pháp Hòa thưa đại chúng, ở đây có ai nhớ cô Pháp Tịnh với cô Pháp Hiền không? Hai sư cô lớn tuổi đệ tử Hòa Thượng Viện Chủ. Cô nào vô chùa cũng gần 70 mới đi xuất gia. Thì trong chùa là hồi đó là các cô cũng gọi Pháp Hòa bằng sư huynh, tại Hòa đi tu trước. Mặc dù là tuổi đáng cháu mấy cô thôi, nhưng mà tại mình đi tu trước cho nên các cô hay gọi Pháp Hòa là sư huynh. Thì hai cô sống chung với nhau, tuổi già sống chung với nhau. Người trẻ sống chung cũng lục đục phải không? Người già sống chung cũng lục đục. Hay là thập đục không biết. Nhưng mà lục đục dễ thương thôi, không có gì hết á. Cô thì gọn gàng, cô thì hơi bày một chút thôi. Mà hễ cô dọn thì cô cằn nhằn. Chỉ vậy thôi, không có gì hết á, không có gì hết. Cứ cằn cô nào mà đi dọn cái cằn nhằn, làm chịu dọn, bê bối vậy thôi. Mà gom lại 10 chuyện cái lên thưa sư huynh một chuyện. Rồi quý vị biết không? Khi mà một cô mà đi trước á, để bàn thờ cái cô kia đi tới lui trên chánh điện, đứng chống nạnh. Giờ bà đi rồi, không ai để tôi phiền hà hết. Đó là khi mình còn sống là mình rất là phiền hà với nhau. Nhưng mà khi cái người đó đi rồi thì mình hối hận là giờ người đó đi rồi, mình không còn cái cơ hội nói những lời thương yêu, ngọt ngào hay là gần gũi nữa. Người nào ai sống 100 năm mà thấy pháp sanh diệt,
Thấy pháp sanh diệt là gì? Là tất cả cuộc đời này cái gì nó có nhưng mà nó không thật có. Cái thân của mình đó, nó đâu phải là nước phải không? Nhưng mà không có nước mình sống nổi không? Không. Cái thân mình không phải là đất, nhưng mà không có đất mình sống được. Đất là gì? Rau, củ, thực vật thực mình ăn mỗi ngày. Ví dụ như mình ăn con gà đi, con bò đi. Con bò con gà nó ăn cái gì? Nó ăn cỏ, nó ăn lúa, nó ăn vật thực. Và vật thực cũng từ đất mà ra. Cho nên rồi tất cả mình không phải nước, mà không có nước mình sống được. Cho nên nhìn vô cái thân này thì mình thấy gì? Tứ đại này là dai không. Thí vị hay nghe câu đó không? Nhất là coi phim Tàu á. Đại sư tứ đại dai không. Tứ đại là gì? Đất, nước, gió, lửa. Nghĩa là cơ thể của chúng ta không phải là đất, nhưng không có đất không sống được. Chúng ta không phải là nước, nhưng không có nước mình sống không được. Chúng ta không phải là lửa, nhưng không có chất ấm mình sống không được. Chúng ta không phải là gió, nhưng mà không khí không có, thở không được, chết. Cho nên có một vị hòa thượng, ngài mới làm cái bài kệ để cho mình quán. Ta sẽ hòa tan với núi sông, viễn ly căn cảnh diễn ly trần. Rồi một ngày nào đó mình sẽ hòa tan, tức là mình trở về hết. Rồi bây giờ mình nhìn kỹ thân thể mình thì cũng là đất nước gió lửa vay mượn mà thành. Cho nên Tổ Quy Sơn vừa mở đầu cái bài cảnh sách của ngài thì ngài cũng dạy vậy đó. Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Đã mang cái thân con người ở trong cõi đời này thì không ai được miễn cái khổ lụy của hình hài. Phù nghiệp hệ thọ thân, đã mang cái thân này rồi thì không ai được miễn vị miễn hình lụy. Không có cái chuyện gọi là miễn ha. Vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi di thể, mình nương tin cha huyết mẹ mà có mặt để có thân thể này. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duy nhi cộng thành. Nó là điều do tất cả các duyên mà nó hối hợp nó có mặt thôi. Tuy nãy tứ đại phò trì, tuy được bốn chất là đất, nước, gió, lửa, nó phối hợp với nhau, nó phò trợ cho mình sống, nhưng mà nó cũng thường hay chống bán nhau, thường tương vi bội. Đúng không? Bữa nào mà trời mà trở trời một chút là mình cảm rồi. Bữa nào mà trời nóng mình cũng cảm, trời lạnh mình cũng cảm. Tại vì mình thuộc dạng nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mùi sương. Cho nên thường tương vi bội. Mở đầu cái lời văn của ngài là ngài đã nhắc nhở mình rồi. Mà mình là con người, mình là sống là mình tranh giành giận tức đủ thứ. Rốt cuộc chỉ vì một cái thôi: bảo vệ con người chúng ta, bảo vệ bản thân mình. Bản thân mình trong đó gồm có cái thân thể giả tạm này và một cái bản ngã, một cái tôi nó đang nằm ở trong cái cơ thể này. Mình tạm nói vậy nha, để cho đại chúng dễ ghi nhận thôi. Ngoài cái thân thể này ra đó, mình luôn luôn bảo hộ cái thân này, còn bảo vệ cái gì? Cái ngã nó ai chạm tới cái tự ái mình cũng chịu. Chẳng hạn như người ta mời cơm mà mời hết tự nhiên quên mời mình là giận không ăn. Thôi người ta mời ai chứ ta đâu có mời tôi. Phải không? Hay là lỡ người ta nói một câu chạm tới mình thì giận. Mà có thể có khi là mình giận không bao giờ mình nhìn mặt người đó. Và có khi là mình tế nhị hơn là mình không nói gì hết, nhưng mà mình buồn trong lòng. Còn mình mà mình thô hơn thì sao? Tỏ rẻ ra, giận tức bỏ đi. Người ta giới thiệu mình, người ta giới thiệu hết mọi người mà thiếu giới thiệu mình thôi, mình cũng buồn. Và thậm chí giới thiệu mình, giới thiệu không đúng danh mình cũng giận. Tôi bây giờ là chức đó mà tại sao không giới thiệu đi, giới thiệu cái chức cũ. Vậy là ông này không có update, không có cập nhật chức phận của tôi. Rốt cuộc rồi mình sống mình đủ thứ khổ đau hàng ngày cũng vì cái thân và cái bản thân của mình. Cho nên ở trong cái bài sám khuyến tu có câu này hay lắm nè: vượng còn biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng làm chi. Con vượng mà nó còn thích núi rừng trăng trong gió mát. Con người là thích hãy theo chánh lý mà suy xét cho thấu đáo, vô vi đạo thường. Tu hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều.
Cái bài sám khuyến tu nó hay dữ lắm. Cái bài đó từng câu từng chữ trong rất là hay. Mà những cái bài đó là ai viết? Các tổ Việt Nam mình viết đó. Các tổ do tu hành quán chiếu, lấy điển tích để mà đưa vào những cái bài sám đó mỗi ngày cho chúng ta tụng. Cho nên các chùa trong miền Nam đó, có cái lệ hay tối nào tụng kinh xong phải tụng bài sám. Nhiều khi tụng kinh không biết gì hết trơn, không hiểu kinh nói gì hết trơn, nhưng mà tụng qua bài sám hay lắm. Tại vì tại sám nó văn dần, cái văn nó giờ nó vần với nhau và bằng rõ ràng bằng tiếng Việt. Kinh điển thì nhiều khi nói đạo lý cao siêu mình đọc mình không hiểu, nhưng mà đọc qua tới những bài sám đó biết hết. Biết hết. Chẳng hạn như cái bài mà tống tán quý vị thường tụng vậy đó. Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, đó là sanh diệt chứ gì nữa. Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi là sanh, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô là diệt. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài, sanh diệt đó. Hồi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang. Hồi nào trao ngọc chuốt vàng, bây giờ chỉ là một nắm xương tàn lạnh tanh. Lâu lâu vô trong nhà băng mở safety box đếm đủ còn yên tâm về đóng cửa. Cũng nằm đó thôi, nhưng mà lâu lâu mở vô cho má thấy một cái mới về mới yên tâm. Mấy bà cụ Việt Nam mình mặc ở ngoài cái áo bà ba, trong cái áo bà ba trắng, cái áo lá trắng gì có cái túi để vô đó lấy cái kim tây gài lại. Lâu lâu rờ coi nó còn không. Nhìn rất là dễ thương phải không? Nhưng mà thưa đại chúng là mình thấy cái pháp sanh diệt là pháp còn, pháp mất, pháp thắng, pháp thua, tất cả những cái đó. Bây giờ mình có tất cả rồi, rồi mình được cái gì? Rồi thí dụ như mình ham có con, rồi có con rồi sao? Sau khi có con rồi chuyện gì xảy ra? Có con thì vui trong lúc đó thôi, lúc mà nó còn nhỏ nó nghe lời mình thôi. Bắt đầu từ 13 tuổi là sợ biết tay con. Hồi nhỏ con nghe lời là con biết tay mẹ. Bây giờ nó lớn lên chút rồi là mình biết tay nó. Lạng quạng là nó bỏ nhà nó đi, phải không? Nói không đúng là nó cãi lại. Thành thử ra, thật ra có thì cũng tốt, nhưng mà mình biết rằng phía sau đó là có nhiều cái hệ lụy, chứ đâu phải bình thường. Cho nên cuộc đời này á, cái gì mình cũng muốn có hết á, nhưng mà sau khi có rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Cái đó không có gì tội lỗi, nhưng cái đó là một sự thật của cuộc đời mà chúng ta cần quán chiếu. Ví dụ mình không có cái chùa thôi, mà có cái chùa rồi, sau khi cất cái chùa rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Đâu phải mình ghim, không có phải mình không xài điện đâu, không có phải là mình không xài nước đâu, mà nhất là cái xứ này, thấy không? Bảo hiểm nè, bảo hiểm nhà nha, bảo hiểm building khác nha, bảo hiểm đồ vật trong này khác nha, hai loại bảo hiểm nha. Mà bảo hiểm xe có hai chiều nghe, mình đụng người ta là một chuyện rồi, là mình có tiền đền rồi, lỡ xe mình có cần không, có phải bảo hiểm hai chiều. Chứ cái hệ cái phụ tùng phía sau đó, mình quên tư duy cái đó. Thật ra là lâu lâu phải nhìn, phải quán. Thật ra nói như vậy cũng có thể là mình bỏ hết, như hôm rồi các em, chúng ta đừng có hiểu là Phật biểu mình bỏ, nhưng thấy cái đó để gì? Để bình an với các pháp. Tại mình muốn vậy cho nên giờ nó phải vậy. Cái pháp nào có sanh là pháp đó có diệt, cho nên Phật dạy trong kinh rồi, cái gì có hình tướng cái đó chỉ là tạm có, không có gì có thật hết. Ngay cả thân thể của mình, ngay cả địa vị, nhà cửa, vật chất, tất cả chỉ là cái pháp sanh diệt của cuộc đời. Cho nên đối với vật chất thì sanh trụ dị diệt. Đối với trái đất này, cái thế giới này là thành trụ hoại không. Đối với con người thì sanh già bệnh chết. Đó là tứ tướng. Và Đức Phật dạy nè, tất cả các pháp đều là khổ. Khổ là sao? Khổ là tại vì nó luôn luôn nó thay đổi, mà mình không bằng lòng cho nên mình khổ. Tất cả các pháp là không, tại vì nó từ những cái khác mà nó gom lại thôi, cho nó duyên hợp. Tất cả các pháp là vô ngã, tại là duyên hợp cho nên nó không có thật ngã của nó.
Ví dụ mình gọi là cái này là cái nắp, nhưng mà thật chất nó không có cái gì gọi là cái nắp cả. Chẳng qua là do đất nung với cái hình dáng như thế này và với một cái chớp như thế này để đậy lên một cái vật như là cái ly, chúng ta gọi nó là cái nắp. Như vậy thì cái danh từ cái nắp này là nó giả danh, tại vì mình đặt cho nó tên cái nắp thôi. Và người Việt mình kêu là cái nắp, chứ còn tất cả các nước khác có thể người ta không gọi nó cái nắp. Rồi giờ thí dụ bây giờ mình gọi cái này là cái nắp thì rõ ràng là do đất, do sơn, do đủ thứ nó gom lại, cho nên cái này nó đâu có thật ngã của cái nắp. Con người mình cũng đâu có thật ngã của con người đâu, do đất, nước, gió, lửa mà có mặt mà. Rồi bây giờ mình chết đi rồi thì tất cả cái đó nó rã ra. Mình biết thì mình cứ nhìn mấy cái đám mà người ta đi thiêu là mình biết rồi đó. Đó, thì rồi cuối cùng là mình tất cả đều trở về cái chỗ đó hết á. Cho nên á, ta sẽ hòa tan với núi sông, viễn ly căn cảnh, viễn ly trần. Cái thân ngũ uẩn trừ vô chủ. Cái thân sắc thọ tưởng hành thức này bây giờ nó không có chủ. Cái xác chết nằm đó là hết, làm ai làm chủ nó rồi. Thành thử ra mình hiểu được như vậy thì cái tâm mình nó bình an. Hay nói cách khác là mình sống rất giải thoát. Vì tất cả các pháp gì nó đến, mình chấp nhận nhẹ nhàng. Và thậm chí mình vượt qua được nhẹ nhàng. Cái đó gọi là giải thoát. Giải thoát không phải là mình chạy đi đâu, mà giải thoát là mình giải thoát được tâm, tâm giải thoát. Giải thoát được hoàn cảnh, giải thoát được hoàn cảnh, giải thoát được tâm thức của mình, giải thoát được cái nhìn của mình. Còn nói về vô thường, nó cũng có ba loại vô thường phải không? Hoàn cảnh vô thường, thân vô thường và tâm vô thường. Đó, bây giờ mình ngồi đây, đây mình gọi là đạo tràng, đông đủ phải không? Chừng một tiếng đồng hồ nữa là mọi người ai nấy về cái chánh điện là nó vắng lại, cái hoàn cảnh nó thay đổi rồi. Là nó hoàn cảnh nó vô thường. Quý vị nào có dịp đi xuống Kelowna thăm chùa Tây Trúc, ngày xưa là một bãi đất hoang, rác rưới, một cái nhà thờ cũ mục, bây giờ trở thành một ngôi chùa xinh xắn, đẹp đẽ. Đó, hoàn cảnh vô thường, thân vô thường. Nhìn lại cái hình của 10 năm trước thấy ai cũng khác hết, giờ 10 năm sau nhìn lạ vô cùng. Rồi nếu mà mình còn được gặp nhau thêm 10 năm nữa thì còn lạ dữ nữa. Rồi tâm vô thường, thương ghét thay đổi vô chừng. Thành thử ra hiểu được như vậy, không có chấp, không có buồn. Ủa sao nhỏ nó khùng sao bữa nay nó gặp tôi nó không chào hỏi gì hết á. Bởi tôi ghét tôi đâu có chào. Nó khùng cái mình khùng theo. Nó không chào mình, không chào mình, không chào nó, mình khùng theo nó chứ gì nữa. Nếu mà nó không chào mình mà mình vẫn chào nó, mình mới bình thường đó, phải không? Còn nó không chào, bởi tôi ghét tôi đâu có chào theo. Thành thử là mình luôn sống với cái đó. Mà sống với cái đó gọi là mình bị lôi, chứ mình không được, mình không thấy được tất cả các pháp. Cho nên cái tu tập của chúng ta là gì? Không phải thành tiên thành Phật gì cả, mà thành một con người sống bình an trước mọi cảnh duyên. Mà sống được như vậy là có an lạc, mà tự thân có an lạc là người xung quanh có an lạc. Và bây giờ mình sống an lạc, chết an lạc. Bây giờ mình sống có niềm vui, chết cũng vui. Không ai cầu siêu cho mình vẫn siêu. Tại vì hàng ngày mình đã siêu rồi, siêu bao nhiêu cái phiền não khổ đau trong lòng rồi. Cho nên lỡ không ai cầu siêu cho mình tự siêu. Cái chuyện mà đi lên chùa xin thầy cầu siêu, chuyện phụ. Biết lúc đó con mình nó còn biết cầu siêu là cái gì em nó tìm. Mình còn có thể biết cầu siêu là cái gì, mình xin cầu cho ba cho má mình, mà tới con cháu mình là không biết rồi nha. Cho nên giờ cỡ Pháp Hòa với quý anh chị ngồi đây mà không lo tự siêu, mai mốt đựng hồng con cháu nó siêu cho. Sức mấy mà nó ăn chay cho 49 ngày. Sức mấy mà nó biết tụng kinh Địa Tạng cho mà ở đấy chờ. Cho nên tự khai thị mình đi. Tự mình khai thị mình, đừng có đợi ai đó đập lên người. Cho nhớ nghe, vô thường nha. Bây giờ phải thấy vô thường đi, để không có dính mắc. Quý vị biết không, lúc này vô thường dữ lắm nha. Mang giày đẹp vô là nó bị sớt á. Cẩn thận á. Cho nên cái gì nó cũng có cái giá của nó, phải không? Mình mang giày đẹp là tại mình thấy nó đẹp, người khác cũng thấy nó đẹp. Mà mình thích đẹp, mình mua, người khác ta không có, ta lấy. Phải không? Cho nên á, để kỹ
là bị rình, mà để hở là bị rinh. Đằng nào cũng chết hết. Rồi chúc đại chúng khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống, biết sống an lạc, biết sống thảnh thơi, biết tất cả các pháp, sống không có bị u mê. Cho nên trong cái bài tụng thấy không, xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi u mê, quay về với giới định tuệ. Sống u mê là sống giữa cuộc đời ban ngày này mà vẫn không tỉnh. Chúc đại chúng an lạc cuối tuần, tuần sau mình sẽ gặp. Xin đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, nguyện đền phiền não xin nguyện đoàn, quả Phật xin chứng.